Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Công an xác định những chiếc thùng container của các công ty và khu công nghiệp để ở những bãi đất trống, không có người bảo vệ cẩn thận, thường được Nguyễn Văn Lệ nhằm tới để trộm cắp, để lấy trộm những chiếc thùng container này, Lệ đi tăm tia quay phim, chụp ảnh rồi thuê người đến cẩu đem đi bán. Để thực hiện được hành vi này, Nghi can nói dối với người thu mua rằng mình là công nhân công trường xây dựng bán thanh lý thùng container nên đã dễ dàng tiêu thụ loại tài sản này. Theo đó vào ngày 14 tháng 4, nghi can Lê phát hiện tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh có một thùng container không được bảo vệ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lệ kết nối với người thu mua phế liệu tại huyện Đông Anh, gửi hình ảnh, video hiện trạng chiếc container và giao bán thanh lý với giá là 32 triệu đồng. Sau đó Lệ thuê người đến cẩu thùng container với giá là 2,5 triệu đồng để đem bán. Gần đây nhất vào ngày 20 tháng 4, Nguyễn Văn Lệ phát hiện tại khu đất trống trong khu đô thị tại tổ 2, thị trấn Tri Đông, huyện Mê Linh có một thùng container. Sau đó nghi can này liên hệ với người mua rồi thuê người đến cẩu với giá là 4 triệu đồng. Khi đi đến vị trí để container, bên phía cầu thuê, thấy lệ có biểu hiện nhìn trước ngó sau một cách bất thường, liên tục dục cầu nhanh, nghi ngờ lệ có hành vi bất chính lấy trộm tài sản. Phía người cầu thuê không thực hiện theo thỏa thuận ban đầu và ngầm báo cho cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng công an vào cuộc và bắt giữ lệ. Quá trình điều tra, đội cảnh sát hình sự công an huyện Mê Linh đã làm rõ với thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Lệ đã thực hiện 3 vụ trộm cắp thùng container.